Sáng ngày 22 tháng 4, tức là ngày 3 tháng 3 âm lịch, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Đồng đã tổ chức lễ tế thần tại Đền Bà Chúa với sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đền Bà Chúa là một công trình kiến trúc tôn giáo được nhân dân khởi dựng lên để thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, đó là Bà Chúa Liễu Hành, Bà Chúa Thượng Đàng và Mẫu Thoại. Về sau, đền còn phối thờ thêm các nhân thân có công với đất nước gồm Cao Sơn Cao Các, Quan Lê Quý Công. Từ lâu, đền Bà Chúa xã Thanh Đồng được nhân dân lập nên để phụ thờ, tưởng nhớ các vị thần linh. Nhân dân trong vùng cùng du khách thập phương vẫn thường ngày đến sinh hoạt văn hóa tâm linh tại đền. Theo truyền thuyết, chốn linh thiêng này các vị thần đã linh ứng phù hộ độ trì cho người dân được an bình hạnh phúc, tấn lộc tấn tài, học hành đỗ đạt. Ngoài ý nghĩa đó, đền Bà Chúa còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của xứ Nghệ nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng, như đêm ngày 15 tháng 7 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa được thành lập và tổ chức hoạt động tại đền. Thời kỳ năm 1953 đến năm 1954, Trường quân chính trung ương về đóng quân và huấn luyện tại khu vực đền. Thời kỳ năm 1965 đến năm 1966, đền Bà Chúa là nơi tập trung cất giấu của cải vật chất, vũ khí, đạn dược của Bộ Quốc phòng, vận chuyển bằng đường sông Lam để vào chiến trường miền Nam. Hiện tại các công trình kiến trúc của đền gồm cổng đền, sân đền, hạ điện, trung điện, tả vu, hữu vu và thượng điện là kết quả của quá trình xây dựng trùng tu tôn tạo đền dưới triều nhà Nguyễn. Đền Bà Chúa được coi là một mẫu mực điển hình của phong cách kiến trúc truyền thống đăng đối, có tiền có hậu, có thượng có hạ, có tả có hữu, được bố cục trải dài theo chiều sâu nên đã tạo cho di tích một không gian thoáng đãng nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính linh thiêng của chốn đền đài miếu mạo. Đặc biệt, đền Bà Chúa còn lưu giữ được nhiều tài liệu hiện vật có giá trị về lịch sử văn hóa như sắc phong, câu đối, đại tự, giúp hậu thế có thêm nhiều tư liệu quý trong việc nghiên cứu tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của các nhân vật được thờ tại đền. Với những giá trị và ý nghĩa to lớn đó, năm 2009, đền Bà Chúa đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Đồng đều tổ chức lễ tế thần tại đền. Lễ sẽ được tổ chức trang